tôi thường nhớ về rừng cây. Khi nghĩ về một rừng cây, tôi thường nhớ về nhiều người trẻ trung như cụ hoa hồng, hồn nhiên như là mảnh vườn chiều hôm khi gió về. Cây đã mọc từ thuở nào trên đồi núi thật cằn khô. Cây có hiểu vì sao chim thường kéo về làm tổ, và em như cùng lan mọc từ những cành cô thù già yên. Và tôi vẫn nhớ hồi một loài cây sống gần nhau thân mới thầm. Có một cây là có rừng, và rừng sẽ lên xanh rừng giữa đất quê hương. Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần anh. Ai cũng một thời trẻ trai, cũng từng nghĩ về đời mình. Phải đâu mây nhờ dối chiều, phải đâu trong lúc đèn. Anh em đang đóng hết sức những sản phẩm để trả đơn các bác đây. Đóng liên tục, không lúc nào ngớt các bác nhá. Liên tục cung cấp giấy, rồi bìa, rồi xốp để chuyển sang và những bộ array, rất nhiều bộ nha các bác nhá. Em sẽ đáp đợt này liên tục cho các bác sự kiện đám cưới. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.